Cuộc sống giàu có của Ninh Dương Lan Ngọc, đi xe tiền tỷ, sở hữu 2 căn hộ. Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm vừa tròn 20 tuổi, cô gây chú ý khi đảm nhận vai nương trong phim điện ảnh Cánh Đồng Bất Tận. Không chỉ ghi điểm bởi cách diễn xuất tự nhiên, nét mặt đầy điện ảnh của cô gái mới lớn cũng được giới chuyên môn, công chúng đánh giá cao. Ngay với vai diễn đầu tay, Ninh Dương Lan Ngọc đã được vinh danh nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cánh Diều Vàng 2010 với hạng mục diễn viên nữ chính phim truyện nhựa. Những năm sau này, Ninh Dương Lan Ngọc thường xuyên góp mặt trong các dự án điện ảnh truyền hình lớn. Ở độ tuổi 29, Ninh Dương Lan Ngọc có được vị trí nhất định trong showbiz Việt. Ít ai biết rằng, ngoài sự nghiệp đang lên, cô còn có cuộc sống khá giàu có. Để thuận tiện cho việc di chuyển trong thành phố, Ninh Dương Lan Ngọc từng mạnh dạn mua xe hơi gần 2 tỷ đồng. Chia sẻ vui về việc sở hữu tài sản tiền tỷ, Ninh Dương Lan Ngọc từng kể rằng, lúc mới dự định mua xe, trong tài khoản của cô chỉ có khoảng 200 triệu và không biết làm sao để trả được số tiền còn lại. Tuy nhiên, đúng đến ngày nhận xe, cô có đủ được số tiền mà mình mong muốn, nhờ loạt cơ hội trong công việc. Khi có phương tiện đi lại, Ninh Dương Lan Ngọc lại nghĩ đến chuyện cơ ngơi riêng để chủ động sinh hoạt hàng ngày hơn. Tính đến năm 2018, cô đã sở hữu cho mình 2 căn nhà riêng. Ninh Dương Lan Ngọc thừa nhận, cô vẫn phải trả góp ngân hàng khi mua nhà. Tuy nhiên, cô rất tự hào khi đã làm được những điều mà mình mong muốn. Ngoài nhà riêng, xe hơi, Ninh Dương Lan Ngọc cũng nâng tầm hình ảnh của bản thân bằng việc sử dụng hàng hiệu đắt đỏ. Hiện tại, bên cạnh công việc diễn xuất, Ninh Dương Lan Ngọc còn sở hữu một spa, quán chè tại thành phố Hồ Chí Minh. Do kinh doanh ở quy mô nhỏ nên cô không chia sẻ thông tin rộng rãi với truyền thông và khán giả. Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu xế hộp gần 2 tỷ đồng. Cô cũng là chủ nhân của 2 căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Vài năm trở lại đây, cô nàng nâng tầm hình ảnh bằng gu ăn vận sang chảnh hơn xưa. Ngoài diễn xuất, Ninh Dương Lan Ngọc còn đang là chủ của một spa, quán chè tại thành phố Hồ Chí Minh. Kim Lý không rời mắt khi xem Hồ Ngọc Hà làm vedette trong show của Lý Quý Khánh. Trong khi người yêu xảy những bước cắt quốc đầy thần thái, Kim Lý điềm tĩnh và chăm chú xem phần trình diễn của bạn gái đầy tự hào. Rời xa sàn diễn đã lâu, vừa qua Hồ Ngọc Hà bất ngờ xuất hiện trong show kỷ niệm 10 năm hoạt động của Lý Quý Khánh. Vốn là chị em thân thiết, sự xuất hiện của nữ hoàng giải trí được xem là lời khẳng định tình chị em bền chặt của cả hai. Hồ Ngọc Hà giữ vị trí vedette, cô cắt quốc mạnh mẽ trong bộ váy xuyên thấu xếp bèo. Hồ Ngọc Hà, nàng thơ của Lý Quý Khánh là vedette cuối cùng trong số 8 vedette nữ siêu mẫu, hoa hậu của làng giải trí Việt. Trong khi bạn gái trình diễn thì Kim Lý bảnh bao ngồi dưới hàng ghế dõi theo và ủng hộ. Khi thấy bạn gái cắt quốc gần đến vị trí mình, anh nở nụ cười đầy tự hào. Thấy Hà Hồ diễn, ống kính máy quay đã bắt gặp khoảnh khắc Kim Lý cười tươi, liên tục vỗ tay, tỏ vẻ đầy tự hào và hãnh diện sau mỗi bước chân của Hồ Ngọc Hà. Đến khi Hồ Ngọc Hà đã đi về phía xa so với khu vực Kim Lý ngồi, ánh mắt của anh vẫn dõi theo nữ hoàng giải trí. Kim Lý cười tươi khi Hồ Ngọc Hà đi qua khu vực mình ngồi. Đây có lẽ không phải lần đầu Hà Hồ đi cắt quốc trên sàn diễn khiến anh tự hào, mà trước đó xuất hiện tại sự kiện, nam diễn viên luôn hướng mắt đến quan tâm bạn gái mình. Cả hai bắt đầu gắn bó tình cảm từ giữa năm 2017 và trở thành cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ, cô muốn giữ sự bình yên bên người đàn ông mà cô yêu thương nên không nghĩ đến chuyện kết hôn, tránh cuộc sống nhàm chán và ngột ngạt. Minh Vương, tuyển Việt Nam đã có phương án chống Iran. Tiền vệ của Việt Nam tiết lộ, huấn luyện viên Park Hang-seo đã họp và đưa ra các phương án cho trận đại chiến ở lượt trận thứ 2 ASEAN Cup 2019. Tinh thần hiện tại của tuyển Việt Nam lúc này như thế nào? Sau trận thua Iraq, lúc đầu chúng tôi đều có chút tiếc nuối, nhưng bây giờ không khí đã tích cực hơn. Thầy Park và các thầy trong ban huấn luyện liên tục động viên hô hào để chúng tôi lấy lại tinh thần. Bản thân thầy Park đã gặp riêng các cầu thủ để nói chuyện sau trận đấu gặp Iraq. Có thể nói toàn đội đã sẵn sàng cho trận gặp Iran. Các cầu thủ thì thế nào? Các anh nói gì với nhau những ngày qua? Tất cả các cầu thủ trong đội, từ những người thi đấu thường xuyên đến những người ít có cơ hội vào sân, luôn động viên nhau để quên đi nỗi buồn. Bản thân tôi rất muốn được thi đấu với Iraq, nhưng vì chiến thuật nên tôi chấp nhận và động viên các anh em khác cố gắng. Trận đó tất cả đã cố gắng hết sức, nhưng đáng tiếc là phải nhận bàn thua phút chót. Nhưng bây giờ chúng tôi sẽ để nó lại sau lưng để hướng tới các trận tiếp theo. Minh Vương là một chuyên gia xuất phạt. Ở ASEAN 2018, anh từng hạ gục thủ môn của Hàn Quốc. Cá nhân anh cảm nhận thế nào về pha xuất phạt của cầu thủ Iraq vào lưới Văn Lâm? Thực sự mà nói, quả phạt đó đạt độ chính xác rất cao, rất khó để cản phá trong tình huống này.
Anh đánh giá thế nào về Iran, đối thủ của Việt Nam sắp tới? Ai cũng biết Iran là một đội bóng rất mạnh, có lối chơi rất hiện đại nhưng không có nghĩa họ sẽ thất bại. Vừa rồi, huấn luyện viên Park Hang-seo đã hợp đội và đưa ra cho chúng tôi nhiều phương án tốt nhất để có thể chống lại sức mạnh của họ. Theo tôi, gặp một đội tuyển như Iran, vấn đề của Việt Nam là tinh thần, đó là điều quan trọng. Chúng tôi cần tự tin vào sân và thể hiện hết những gì mình đang có. Anh có đặt ra mục tiêu cá nhân nào cho cá nhân ở trận đấu tới? Tôi không đề ra mục tiêu cá nhân, chỉ hy vọng nếu có cơ hội, sẽ cố gắng hết mình để góp công cùng đồng đội. Nhìn chung, các cầu thủ đã vui vẻ trở lại, tuy nhiên Duy Mạnh Văn Lâm không cười nhiều như mọi ngày. Phản ứng của Ngô Kiến Huy khi bị Trường Giang ám chỉ Khổng Tú Quỳnh vừa bị sốc tâm lý. Trong câu chuyện ám chỉ việc hai đồng nghiệp đã có vấn đề không hay với mối tình 8 năm, thì Trường Giang còn khéo léo khẳng định chủ quyền với bà xã Nhã Phương. Thời gian qua, mối tình của Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy thu hút khá nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, xoay quanh tin đồn đã tan vỡ. Mọi thứ xuất phát từ dòng trạng thái của nam ca sĩ Đại Nhân viết cho dòng ca Tìm Bánh Dâu Tây. Dạo này anh em hay gặp nhau tâm sự, đúng là phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Cũng giống như Đông Nhi ông Cao Thắng, cặp đôi này cũng nổi tiếng ở cùng một giai đoạn và là một chuyện tình được giới trẻ yêu thích trong nhiều năm nay. Vì thế, khi có tin đồn họ tan vỡ, các fan đã lo lắng rất nhiều. Cũng trong thời điểm này, khi cùng xuất hiện tại buổi họp báo, Trường Giang lại tiếp tục phát ngôn về Ngô Kiến Huy. Huy à, trái tim em tan nát hơn một tháng nay thì em nên chia sẻ với mọi người, chứ giấu làm gì em. Lời trêu đùa, nửa thật nửa đùa làm khán giả càng hoang mang hơn. Mới đây nhất trên sóng truyền hình của Thách Thức Danh Hài, Trường Giang lại tiếp tục ám chỉ về câu chuyện tình cảm của đồng nghiệp. Diện trang phục phi công, 10 khó giới thiệu. Kính thưa quý vị, thường các cơ trưởng các phi công chở hành khách và thương mại, tôi chở một hành khách đặc biệt, một cô gái đi về miền ký ức đau thương. Cô gái tâm sự rằng, cơ trưởng ơi, hãy đưa em đến một nơi nào đó mà không còn bóng dáng đàn ông nữa, vì sau cú sốc tâm lý với bạn trai vừa rồi, cô ấy hụt hẫng tất cả mọi thứ. Chỉ vừa nói đến đây, Trấn Thành đã đáp ngay, Nhã Phương hả? Lập tức nam diễn viên hài gốc Quảng Nam khẳng định, Nhã Phương là gái đã có chồng. Không phải đợi lâu, Trường Giang tiết lộ cô gái mà anh muốn nói đến là một người vừa bị bạn trai xa lánh truồng rẫy và hiện giờ đang ở một trại dâu trên Đà Lạt. Dù chẳng khẳng định điều gì, nhưng khán giả thừa hiểu rằng nhân vật anh muốn nhắc đến chính là Khổng Tú Quỳnh. Từ trước đến nay, khán giả đều biết đến nữ ca sĩ với biệt danh Cô Bé Dâu Tây. Nghe câu chuyện này, Ngô Kiến Huy vẫn cười vui vẻ và nhanh chóng hướng mọi người đến chủ đề chính của chương trình để mọi thứ không được phân tích sâu thêm. Chuyện tình cảm của Khổng Tú Quỳnh Ngô Kiến Huy đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ bao năm qua từ công chúng. Chính lẽ đó, nếu cả hai không có một cái kết đẹp thì sẽ gây tiếc nuối cho khán giả, và việc nhân vật chính không có bất cứ xác minh nào lại làm cho mọi người thêm hoang mang. Jimmy Trương xóa hết ảnh và bỏ theo dõi Phan Thành, rộ nghi án chia tay. Sau thời gian yêu nhau say đắm, cặp đôi Jimmy Trương Phan Thành bất ngờ xóa hết hình ảnh cũng như không còn theo dõi nhau trên Instagram nữa. Mới đây, trên trang Instagram của Jimmy Trương, nhiều người đã tinh ý nhận ra loạt hình ảnh chụp chung giữa cô với bạn trai thiếu gia Phan Thành đã không còn. Không chỉ vậy, Jimmy Trương cũng không còn theo dõi bạn trai nữa. Cũng từ đây mà trên mạng xã hội bắt đầu có tin đồn cho rằng mối quan hệ của họ đang có vấn đề hay thậm chí là đã chia tay nhau sau khoảng thời gian yêu nhau say đắm. Trước đó, Rim Minh Trương cũng thẳng thắn chia sẻ khi được hỏi chị là người phụ nữ thế nào trong tình yêu. Hình ảnh còn lại duy nhất về cặp đôi là bức ảnh từ năm 2018. Trước đó, nghi án tình cảm của Phan Thành Rim Minh Trương rộ lên sau khi thiếu gia Sài Thành đăng ảnh ôm một cô gái giấu mặt kèm dòng chú thích anh mơ tại Facebook vào tối 26 tháng 10, 2017. Dân mạng nhanh chóng truy tìm danh tính của thiếu nữ bí ẩn và cho rằng đó chính là hot girl Trương Minh Xuân Thảo. Hàng loạt tình tiết được các thánh soi chỉ ra. Trong suốt thời gian yêu nhau, cặp đôi khiến người hâm mộ ghen tị với những hình ảnh tình tứ bên nhau. Mới đây nhất, cộng đồng mạng còn tan chảy trước lời chúc mừng sinh nhật của thiếu gia Phan Thành dành cho Jimmy Trương. Với hành động này của Phan Thành và Jimmy Trương, người hâm mộ đang hy vọng rằng cặp đôi này chỉ đang trong giai đoạn giận dỗi hoặc đơn giản họ không muốn công khai quá nhiều về chuyện tình cảm trên trang cá nhân. Bởi đơn giản suốt thời gian yêu nhau, cặp đôi luôn được khán giả yêu mến bởi những tình cảm cả hai dành cho nhau. Bà xã Quyền Linh khoe ảnh cả gia đình ghé Mộc Châu, ai cũng chú ý đến hai cô con gái xinh như hoa hậu.
Dù còn nhỏ tuổi, nhưng cả hai bé Lọ Lem Hạt Dẻ nhà Quyền Linh đều sở hữu chiều cao ấn tượng ngày càng ra dáng thiếu nữ. Những ngày cuối năm rét mướt, trong khi ai cũng chỉ muốn ở nhà cuộn tròn trong chăn, trốn cái lạnh mùa đông, thì gia đình MC Quyền Linh và Thảo lại rủ nhau lên núi đón rét. Bốn người cùng nhau thực hiện chuyến du lịch qua vài tỉnh phía Bắc, xuất phát từ thành phố Vinh, Nghệ An và kết thúc tại Mộc Châu, Sơn La. Đúng đợt rét đậm, vợ chồng nữ doanh nhân Dạ Thảo đã có nhiều kỷ niệm vui bên hai con gái khi thăm thú các bản làng vùng cao ở Mộc Châu. Đây là lần thứ hai họ quay lại ngắm hoa Tam Giác Mạch nên cả nhà đã lưu giữ rất nhiều khoảnh khắc đẹp ý nghĩa ở đây. Trong những bức ảnh mà bà xã Quyền Linh khoe suốt chuyến đi, ngoài phong cảnh núi non trữ tình thì tâm điểm khiến mọi người chú ý chính là hai nàng Lọ Lem Hạt Dẻ. Trong khi bé út Hạt Dẻ Thảo Ngọc sở hữu nhiều nét ngây thơ đáng yêu, má lúm đồng tiền y như mẹ, thì bé lớn Lọ Lem Thảo Linh lại xinh đẹp nổi bật khiến bao người ngỡ ngàng. Cô em Hạt Dẻ rất giống bố, đặc biệt là mắt và miệng, còn cô chị Lọ Lem thì hiền thục dịu dàng với đôi môi tươi tắn giống mẹ. Lọ Lem phỏng phao xinh đẹp ngỡ ngàng. Con gái lớn nhà Quyền Linh sắp tròn 15 tuổi, nhưng cô bé đã cao bằng bố mẹ, trắng trẻo mảnh mai và lộ rõ những nét duyên dáng nữ tính không còn trẻ con. Đặc biệt khi Lọ Lem mặc đồ thiếu nữ dân tộc Mông, ai cũng trầm trồ suýt xoa vì vợ chồng Quyền Linh có nàng hoa hậu tương lai ở ngay trong nhà. Các con gái của Quyền Linh đã có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời về mùa đông, cuộc sống đồng bào dân tộc vùng cao và học hỏi được rất nhiều thứ bổ ích và ý nghĩa.